Ông Khâu, vừa mới nhận được tin là bên hội quy hoạch đã phê duyệt chuyện trước đó chúng ta xin thay đổi mục đích sử dụng thương xá Kim Cương rồi. Bây giờ chẳng những có thể cải tạo thành khách sạn mà tỷ lệ diện tích và số tầng cũng nâng cao đáng kể. Xin phép bao nhiêu năm nay, bây giờ mới chịu duyệt. Thương xá và khu đất đó, thậm chí là quyền quản lý kinh doanh đều giao cho cha Lốt. Tức là cô đã vô tình gom được của hời. Vậy thì chưa chắc. Xin phép cải tạo thay đổi mục đích sử dụng là Khâu thị chúng ta. Không có chúng ta tham gia, nó cũng coi như lấy được cũng không xài được. Ừ. Thay đổi mục đích sử dụng, khi muốn thực hiện cần phải huy động một lượng lớn tài chính. Nghe nói là chỉ tính riêng chuyện cải tạo thương xá cũ, vấn đề kêu gọi vốn cũng gặp khó khăn rất lớn. Có nghĩa là cha Lốt muốn thay đổi mục đích sử dụng thương xá Kim Cương, trước tiên phải vượt qua được cửa ải của Khâu thị đó. Con cũng biết đó, hội quy hoạch đã phê duyệt giấy phép thay đổi mục đích sử dụng thương xá Kim Cương. Chuyện này có lẽ chú ba là người mừng nhất. Nè, chúng ta là người trong nhà, chú không ngại nói thật. Chú tính toán sơ lược, nếu như chúng ta xây một khách sạn 6 sao ở đó, lợi ích là lớn nhất. Nhưng mà thương xá nhưng đó mà, chú biết thương xá đứng tên của con, nhưng con đừng quên, xin phép thay đổi mục đích sử dụng là Khâu thị. Con biết, nếu không có Khâu thị tham gia, con hoàn toàn không thể động tới khu đất đó. Về vấn đề đầu tư, chú cảm thấy con rất cần sự hậu thuẫn của Khâu thị. Ý của chú là nếu xây một tòa nhà 50 tầng ở khu đó, 40 tầng trên là khách sạn 6 sao, 10 tầng dưới thì giao cho con, để phát triển thương xá trí tuệ nhân tạo của con. Đề nghị này của chú hấp dẫn lắm, nhất là đối với các quỹ viên của Khâu thị. Vấn đề tài chính mọi người sẽ ủng hộ con, cho dù là huy động quỹ phát triển nội bộ Khâu thị hay là bên chú làm người bảo lãnh giúp con vay vốn ngân hàng cũng không thành vấn đề. Ông cần nói, sau này toàn bộ lợi nhuận đều dựa theo tỷ lệ chia lại cho nhà đầu tư, và Khâu thị sẽ chiếm phần lớn nhất. Người nào đưa nhiều tiền tự động lợi nhuận cũng nhiều hơn, chuyện đó hợp lý mà. Chú ba à, thật ra hôm nay con hẹn chú tới đây là muốn nói cho chú biết con có một đề nghị mới, hy vọng chú có thể xem xét lại. Từ trước tới giờ, xây một thương xá tổng hợp quy mô lớn độc nhất vô nhị ở Hồng Kông là ước mơ của con. Bây giờ ông nội giao khu đất đó cho con, có hy vọng cố gắng phát huy được giá trị của khu đất này. Chú thường qua Bắc Kinh để bàn chuyện làm ăn mà. Thật ra chú có nghĩ Khâu thị chúng ta cũng có thể xây dựng một điểm đến quy mô giống như Tam Lý Đồn ở Bắc Kinh hay là Tân Thiên Địa ở Thượng Hải hay không? Ngoài việc con sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, con còn làm sống lại khu cũ của toàn bộ của Long Thành. Ngoài việc phục vụ căn hộ cao cấp của Triệu thị và cũng xây dựng thành một điểm đến mới của Hồng Kông. Cho nên con nghĩ rằng tới lúc đó không còn nhiều không gian dùng để làm khách sạn. Nghe cũng thú vị đó. Có phải con định nói chú biết quyền thay đổi mục đích sử dụng bắt mọi người tặng không cho con không? Con không để Khâu thị làm ăn lỗ vốn đâu. Lợi nhuận sau này thu được con cũng dựa theo tỷ lệ chia lại cho Khâu thị đó. Chia cho chú à? Chừng nào? Chừng nào mới có lợi nhuận? Không ai biết trước. Chú chỉ có một câu, nếu con không đồng ý với kế hoạch lúc nãy chú nói, chúng ta không thể hợp tác. Còn nữa, chú muốn khuyên con một câu, nếu con cứ cương quyết như vậy, cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có mình con. Em đã từ chối đề nghị của chú ba em sao? Nói một cách nghiêm túc là chú ba đã từ chối đề nghị của em. Giấy phép thay đổi mục đích sử dụng của thương xá Kim Cương lấy danh nghĩa của tập đoàn Khâu thị đề nghị. Bây giờ chú ba của em chịu bỏ ra 10 tầng cho em phát triển thương xá, coi như đã có nhượng bộ rồi. Sở dĩ chú ba chịu nhượng bộ là do thực tế khu đất đó đứng tên của em. Cho dù chú cầm quyền thay đổi mục đích sử dụng khu đất cũng vô ích. Nếu em không gật đầu, chú cũng chỉ cầm được nhưng không xài được. Với lại cái gọi là hợp tác của chú nghe cũng hay lắm, còn cùng thắng nữa. Nhưng biến tướng toàn bộ kế hoạch, nhà đầu tư lớn nhất chính là Khâu thị sẽ nắm giữ quyền kiểm soát toàn bộ hạng mục. Anh cảm thấy tới lúc đó em còn được quyết định hay không? Nhưng không hợp tác với Khâu thị, khu đất thương xá đó không đổi được mục đích.
thương xá có lớn làm lớn, có nhỏ làm nhỏ. Cùng lắm thì làm từ nhỏ lên. Thực tế em không gấp gì hết, tại chú ba gấp thôi. Em định đấu kiên nhẫn với chú ba sao? Em vì đợi cơ hội như hôm nay đã đợi bao nhiêu năm nay rồi. Thi kiên nhẫn với em, chú không thắng nổi em đâu. Chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cơ bộ lần này cái chết của Nana ảnh hưởng rất lớn với chúng ta. Mấy ngày qua em cứ suy nghĩ, nếu không tại em cản trở hai người, hay là thái độ của em đối với Nana tốt một chút, có khi nào kết quả sẽ không như vậy không? Anh đã nói rất rõ, anh đối với Nana bấy lâu chỉ xuất phát từ sự quan tâm của người anh đối với em gái. Em nói cản trở tụi anh cái gì đó hoàn toàn không tồn tại. Huống hồ, nói tới trách nhiệm, hôm đó rõ ràng anh nhận được tin nhắn của Nana. Nếu lúc đó anh trả lời cổ, cổ sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta vì những chuyện mãi mãi cũng không thể chứng minh được, gánh hết mọi trách nhiệm lên mình, thật ra có phải rất dại không? Em nói đúng, chúng ta tiếp tục tự trách ở đây cũng không có ích lợi gì. Nana đi rồi em cũng buồn lắm, nhưng mà ở trước mặt á, còn nhiều chuyện cần em phải xử lý và đối mặt. Ông nội đã mất đi một đứa cháu, số còn lại chúng ta càng phải nỗ lực phát triển khâu thiện. Nói đi. Tại sao anh đưa tôi xem đoạn phim này? Anh có ý gì? Tại sao Charlotte ở tù chúng ta biết rõ hơn ai. Nhưng nếu để cô biết chính cậu đã đón Annie đi, cậu nghĩ cổ có phản ứng gì? Đúng là tôi đưa Annie đi, nó chứng minh được gì? Cổ sợ rước họa vào thân, tôi đang nghĩ tôi giúp cổ rời khỏi Hồng Kông, đơn giản vậy thôi. Không lẽ anh định lấy đoạn phim đẩy hết tội danh cho tôi sao? Nếu cậu nhất định không nhận, tôi cũng đành chịu. Dù sao cũng không chứng minh được động cơ của cậu. Nếu anh đã biết không thể chứng minh được gì, thật ra thì anh muốn gì? Nhưng nếu để Khâu Thủ Nghĩa biết bí mật của cậu, tôi nghĩ chắc cậu không bình tĩnh vậy đâu. Bí mật gì chứ? Hai người trong tấm hình này chắc cậu nhận ra chứ? Tôi còn tưởng là bí mật gì. Ba của anh và má nhỏ của tôi quen biết từ lâu, thậm chí chuyện tình thương thầm má nhỏ tôi cũng biết. Không lẽ định lấy tấm hình này để uy hiếp má nhỏ của tôi sao? Những chuyện xưa cũ như vậy, cho dù để ba của tôi biết cũng không có gì ghê gớm. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, đương nhiên không có gì đáng nói. Nếu cậu là con riêng của hai người đó thì sao? Anh đang nói gì hả?